CPI Mỹ tháng 10 hạ nhiệt, liệu lạm phát đã qua đỉnh? Lần đầu tiên trong năm, ngân hàng nhà nước giảm giá bán đô la Mỹ, lợi nhuận ròng toàn thị trường trong quý 3 năm 2022 tăng 17,4% so với cùng kỳ. Tất cả thông tin sẽ có trong Chợ Chứng sáng nay. Phiên ngày 11 tháng 11, chỉ số Dow Jones giảm đầu phiên nhưng kết phiên lại quay đầu tăng nhẹ 0,1% lên mức 33.747,87 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng lên mức 3.992,92 điểm, tương đương mức tăng là 0,92%, và Nasdaq Composite lên mức 11.817,01 điểm với mức tăng là 1,82%. Trong tháng 10, CPI Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ. CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và 6,3% so với cùng kỳ. Việc số liệu lạm phát giảm mạnh hơn dự báo có thể sẽ là cơ sở để Fed giảm tốc độ tăng lãi suất. Theo hãng tin Reuters, một số nhà phân tích nói rằng đây mới là sự khởi đầu của lạm phát xuống thang ở Mỹ. Từ năm ngoái, lạm phát đã nổi lên thành rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế nước này. Nhà đầu tư nhìn chung chưa kỳ vọng Fed sẽ sớm chuyển sang cắt giảm lãi suất, nhưng ít nhất họ tin rằng Fed sẽ giảm bớt tốc độ tăng lãi suất hoặc tạm dừng việc tăng lãi suất sớm hơn dự tính. Động lực tăng mạnh từ chứng khoán Mỹ trên cơ sở lạm phát hạ nhiệt đã hỗ trợ tâm lý trong nước. Kết phiên cuối tuần trước, VN Index tăng 7,29 điểm lên mức 954,53 điểm. Dù thanh khoản không có gì đáng chú ý, vẫn ở mức 11.000 tỷ, nhưng áp lực bán giảm đáng kể, tạo điều kiện cho cổ phiếu phục hồi. Tuy nhiên thì một tuần vừa qua vẫn là một tuần tiêu cực khi giảm 42,62 điểm. Điểm tích cực là khối ngoại mua ròng tổng 1.627,78 tỷ trong tuần. Về chiến lược giao dịch thì phiên cuối tuần trước, mặc dù VN Index mở gap tăng theo sự tích cực của chứng khoán Mỹ, nhưng vẫn để ngỏ khả năng giảm rất cao. Và trong thị trường call margin và thiếu tiền trầm trọng như hiện tại thì sẽ rất khó để đoán đáy. Ngoài ra, mặc dù định giá đã rẻ nhưng chúng tôi vẫn khuyến nghị các nhà đầu tư nên đưa việc quản trị rủi ro tài khoản lên hàng đầu. Về nhóm ngành thì ngân hàng là nhóm ngành nổi bật, có diễn biến bất tiêu cực hơn hẳn khi tăng 2% toàn ngành. Về thông tin vĩ mô, lần đầu tiên trong năm ngân hàng nhà nước giảm giá bán đô la Mỹ. Cụ thể, ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá đô la Mỹ bán giao ngay từ 24.870 đồng một đô la xuống mức 24.860 đồng một đô la từ ngày 11 tháng 11 năm 2022. Trước đó, kể từ đầu năm, ngân hàng nhà nước đã có tới 6 lần thực hiện nâng giá bán đô la Mỹ. Bên cạnh hạ giá bán đô la Mỹ, ngân hàng nhà nước cũng liên tục giảm tỷ giá trung tâm thời gian gần đây, xuống còn 23.683 đồng một đô la Mỹ vào ngày 11 tháng 11. Tại các ngân hàng thương mại, giá bán đô la Mỹ cũng liên tục được điều chỉnh giảm trong hơn một tuần trở lại đây. Tuy nhiên, vẫn luôn neo ở mức kịch trần cho phép. Đáng chú ý, trong khi giá bán đô la Mỹ liên tục đi xuống, thì nhiều ngân hàng thương mại lớn có động thái nâng mạnh giá mua đô la Mỹ thêm từ 120 đến 130 đồng một đô la từ đầu tuần đến nay. Và việc thu hẹp chênh lệch với giá bán là chuyển động mới hiếm thấy trong những năm gần đây, cho thấy cầu ngoại tệ trong hệ thống tăng lên đáng kể. Một thông tin đáng chú ý nữa là theo số liệu được tính đến ngày 8 tháng 11, với 1.064 công ty niêm yết trên 3 sàn chứng khoán, chiếm 94,7% vốn hóa thị trường, lợi nhuận ròng toàn thị trường trong quý 3 tăng 17,4% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng 11,3% so với cùng kỳ trong quý 2. Trong 9 tháng năm 2022, lợi nhuận ròng toàn thị trường tăng 21,4% so với cùng kỳ. Ngân hàng, bất động sản và vận tải đóng góp nhiều nhất 30,4% cho đà tăng trưởng chung. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chợ Chứng sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn các nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!